Giáo phận Vinh, việc mình chưa lo, lo chuyện thiên hạ. Tin từ trang vnnews.net. Gì? Cách đây đúng một ngày, thay mặt tòa giám mục Giáo phận Vinh, linh mục chánh văn phòng Francisco Nguyễn Hồng Ân đã ký và phát đi văn bản thông báo về tình trạng vỡ hội đang xảy ra tại một số giáo xứ trong giáo phận. Toàn văn văn bản dưới đây như sau. Thông báo về việc tình trạng dở phường hội xảy ra tại một số giáo xứ trong giáo phận của văn phòng tòa giám mục giáo phận Vinh tại số Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Kính gửi quý cha cùng toàn thể anh chị em trong giáo phận Vinh. Kính thưa quý cha cùng toàn thể anh chị em. Trong thời gian qua, tại một số giáo xứ trong giáo phận chúng ta đã xảy ra tình trạng vỡ phường hội. Có những nơi, tổng số tiền của người dân trong giáo xứ đã bị mất vì tham gia phường hội lên đến hàng chục tỷ đồng. Hậu quả là nhiều gia đình giáo dân rơi vào hoàn cảnh lao đao, thậm chí trắng tay, người thân chia rẽ, ly tán. Nguyên nhân của tình trạng này là do lối làm ăn quy chụp, chụp giật, phi pháp, hám lợi và bất công của các chủ phường hội và của cả những người tham gia phường hội. Vần ý Đức Giám mục Giáo phận, văn phòng tòa giám mục xin gửi tới quý cha quản sứ thông báo này. Xin quý cha vui lòng giải thích, hướng dẫn và nhắc nhở giáo dân trong giáo xứ của mình để họ có thể biết rõ và chủ động không tham gia những hình thức phường hội phi pháp. Nhờ đó, các gia đình tránh được những thiệt hại đáng tiếc và giáo xứ được bình an hơn. Nhờ chuyển lời cầu của Đức Maria Hồng Sắc lên trời, nguyện xin Thiên Chúa ban dồi dào ơn lành trên quý cha và toàn thể mọi người trong gia đình giáo phận chúng ta hiệp thông trong Chúa Kitô. Thay mặt văn phòng tòa giám mục giáo phận Vinh, chánh văn phòng linh mục Francisco Nguyễn Hồng Ân. Ngoài thực tế đã được trang VN News đã chỉ ra là không chỉ có giáo dân dính phường hội dẫn đến khuynh gia bại sản mà còn có cả linh mục. Nhiều linh mục đã bị điều đứng sau khi bị dỡ hội. Càng đáng lo hơn khi nhiều linh mục tại giáo phận lại đang đóng vai trò là chủ phường hội. Và xin thưa, nếu không quyết liệt và chỉnh đốn ngay từ giờ thì giáo hội Công giáo Vinh sẽ bị kim tiền xâm lấn, khi đó đức tin sẽ bị coi nhẹ và linh mục sẽ biến mình thành con buôn, viễn cảnh thế tục và mất đi sự linh thiêng mầu nhiệm đang đến gần hơn với giáo phận Vinh. Tuy nhiên, trong câu chuyện đang được nói đến, xin nói thêm một thực tế mà chúng ta vẫn dùng, đó là thân chưa lo thân óc lo cọc cho riêu. Theo đó, trong khi có rất nhiều chuyện để lo, để bàn, để giải quyết, trong đó có chuyện vỡ hội tại hàng loạt giáo xứ thì gần đây, sau khi Ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Vinh có thông báo về việc thành lập Tiểu Ban Công lý và Hòa bình Giáo xứ và tập huấn giáo huấn xã hội Công giáo với mục đích để hoạt động của Ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Vinh được thuận tiện, hiệu quả hơn và sắp tới ban sẽ tổ chức các cuộc tập huấn giáo huấn xã hội Công giáo mà thực chất là để khai thác, chất vấn các khoản thu chi của chính quyền, các nhà trường hòng nâng cao vị thế của giáo hội trước xã hội và các tổ chức xã hội khác. Thời gian gần đây, hoạt động của Tiểu Ban Công lý và Hòa bình, mặc dù chưa có tư cách pháp nhân và chưa được công nhận, nhưng đang hoạt động rầm rộ. Bên cạnh những nội dung chất vấn tích cực, thì không ít giáo xứ đã lợi dụng sự áp đảo của giáo dân buộc chính quyền, các cơ quan liên quan phải thỏa hiệp. Trong khi đó, theo nhiều người, thì trước đó họ đã không ít lần lên tiếng cả bằng văn bản đến tòa giám mục giáo phận Vinh và cả các cá nhân có chức trách, nhưng vấn đề này vẫn không được chú ý. Dưới đây là biên bản hợp phường do linh mục Hoàng Sĩ Phúc, quản sứ Cẩm Sơn, xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An chủ trì, hiện đã bị vỡ hội. Biên bản hợp phường như sau: Hôm nay ngày 27 tháng 3 năm 2016, tại nhà thờ giáo xứ Cầu Sơn, chúng tôi gồm các hộ có tên như sau: cha An Tôn Hoàng Sĩ Phúc, cha xứ và nhiều người khác. Nội dung họp cho rằng phường hội của linh mục đã bị vỡ, đã đến lúc thay vì làm chức trách của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, giáo phận Vinh nên chăm lo hơn vào những việc nội bộ của mình. Đó mới là điều nên làm và cần làm lúc này.